Bạn có nhu cầu mua ác Free Fire, ác Liên Quân, thử vận may uy tín giá rẻ, hãy đến với rikaki.vn, trang web hợp tác chính thức với Riaki Gaming. Ok, xin chào anh em đã quay trở lại với Riaki Gaming. Và sáng nay thì mình có test đó là cái thẻ vô cực. Tuy nhiên thì nhiều anh em cũng có hỏi xem là cái bộ đồ nữ thì trông có đẹp không. Đấy, và trong game thì trông nó sẽ như thế nào, cái dù thì trông nó ra sao. Thì đây là trong game nha anh em nhá. Đấy, cái dù thì trông nó cũng khá đẹp. Ôi, thôi xong rồi, tôi quên không mang cái con chim để bay nhanh rồi anh em ạ. Và chim bay hơi chậm, và chim này xuống bắn chết. Đấy, hơi toang. Đấy, bình thường là chạy bo thì chúng ta phải mang cái con chim để chúng ta, con đại bàng ấy, để chúng ta hạ cánh nó nhanh hơn. Nhưng mà lúc này thì mình chỉ đang mang con khỉ thôi. Ok, con dê. Và đây là quả P90. Đây là bộ đồ nữ nhá. Bộ đồ nữ này thì đằng sau lưng nó sẽ có một cái hình biểu tượng bông hoa hồng, trông khá là xịn sò con bò. Đấy, trông khá đẹp luôn. Anh em sẽ có thể nhìn thấy, thấy có mấy thằng nhảy dù xuống đây các bạn nhỉ. Trông đâu đi đâu hết đấy nhỉ. Ok, thì ngày hôm nay thì bên Anna Free Fire ở bên server nước ngoài họ đã hé lộ rất nhiều thông tin hay ho, và mình sẽ mang đến cho anh em trong phần video tiếp theo của clip này. Đấy, thì ok, trở lại với cái vụ của cái bộ trang phục này ấy. Thì cái bộ trang phục này ấy, theo mình đánh giá là nó cũng khá đẹp. Lúc đầu thực ra nhìn bên ngoài trông nó không ấn tượng cho lắm. Đấy, một phát headshot ở vị trí mèo con. Đấy, ui, bắn đau thế. Thanh niên bắn đau thật sự. Một tình huống bắn rất nhanh đến một thanh niên và suýt đã thì mình toang. Đấy, thật là mất kỹ năng Clolo rồi. Đấy, bộ trang phục này thì nó sẽ có cái biểu tượng bông hoa hồng ở sau lưng nhá. Hôm như là nó sẽ kiểu biểu tượng bù nhìn rơm ấy. Đấy, anh em sẽ thấy là bộ này trông cũng hay. Đấy, bộ này trông cũng hay. Nhưng mà tất nhiên là những anh em nào không thích phong cách kinh dị thì chắc là sẽ không khoái cái thẻ vô cực này lắm. Ở bên server nước ngoài ấy, thì họ cũng đã bắt đầu có những cái hé lộ liên quan đến những cái súng sắp ra. Thì bên Nga nào cũng sẽ xác nhận là ở trong phiên bản OB29 ấy, họ chắc chắn là sẽ ra khẩu súng nâng cấp là khẩu XM8. Này thì chạy lên nhà với chúng tôi này, chết mất xác. Anh chạy lên nhà chết mất xác ngay. Thì khẩu XM8 tiếp theo sẽ mắt sẽ là khẩu XM8 lôi thần, và nó sẽ là khẩu súng nâng cấp nha anh em nhé. Và khẩu này thì nó sẽ chỉ ra mắt trong vòng đâu đó khoảng 3-4 ngày nữa mà thôi. Đấy, tức là ngay sau khi mà cập nhật phiên bản OB29 ấy, vào ngày thứ tư thì bên Nga nào sẽ tung cái khẩu súng ấy ra ngay. Và ngày hôm sáng nay thì bên Nga nào họ đã tung ra cái video để quảng cáo cho cái khẩu XM8 lôi thần này rồi. Đấy, nói chung là rất xịn sò con bò anh em ạ. Và cái khẩu này thì theo mình biết ấy, thì nó sẽ là khẩu súng đầu tiên mà nó sẽ không có bất kỳ hình con thú nào. Đấy, nó sẽ không phải là rồng, không phải là cá mập, không phải là gì hết, mà nó sẽ là theo hình kiểu pha lê, theo hình kiểu sấm sét. Đấy, và trong phiên bản OB29 ấy, chúng ta sẽ có đó là một khẩu súng nâng cấp mới là khẩu FAMAS. Như vậy là phiên bản OB29 ấy, nó sẽ là một phiên bản rất dài, và bên Anna họ sẽ thậm chí có thể ra tới hai khẩu súng nâng cấp trong cùng một phiên bản, khi mà trong phiên bản OB28 ấy họ không ra. Cơ bản là phiên bản OB28 này cũng là một phiên bản nó tương đối ngắn, nên là bên Anna họ cũng không dám tung ra cái quá nhiều. Đấy, họ muốn là để dành cho sinh nhật Free Fire. Thanh niên lút đồ trong nhà, lút đồ trong nhà với chúng tôi nằm ngay. Cái quả lựu đặt trước của cái bộ thẻ vô cực rất là đẹp nhá. Đấy, anh em nào muốn chưa không lấy quả lựu này thì hơi phí. Còn mình đang đeo đó là cái ba lô cấp 2 thì trông nó cũng khá đẹp. Đấy, ba lô cấp 2 trông, phải nói rằng cái ba lô cấp 2 này trông nó cũng đẹp, ba lô cấp 3 trông nó cũng xịn sò luôn. Tuy nhiên hình như mình đã nói rồi, có lẽ anh em nào mà mê phim kinh dị thì chắc là mới thích cái thẻ vô cực này. Còn đây là cái đoạn phim quảng bá dành cho khẩu XM8 mới ra mắt của bên server Việt Nam. Chúng ta có thể nhìn thấy nhân vật Laura đang bị ai đấy truy đuổi rất ghê. Đấy, và sau đó thì Laura trong một cái nhiệm vụ của mình thì có nhặt được, thì chúng ta có thể nhìn thấy là ở cái bệ này nó sẽ chính là cái bệ đá này nó sẽ chính là gọi là cái gì nhỉ, cái hòm xác của cái đây, cái này nó sẽ là cái hòm xác này của cái đi cùng với cả cái XM8 khẩu XM8 lôi thần này. Đấy, bắn. Còn đây sẽ là cái hiệu ứng mà tiêu diệt đối phương của XM8 lôi thần, theo mình biết là như vậy, kiểu như là đối phương bị giết thì đối phương sẽ bị giật điện anh em. Đấy, và cái khẩu XM8 này thì nó sẽ có 3 lần nâng cấp. Đấy, nó sẽ nâng cấp một lần thì nó sẽ có, đó là nó trông nó kiểu gai góc hơn, và ở hiệu ứng lần cuối thì trông nó sẽ rất là giật điện. Đấy, trông kinh thôi anh em. Đấy, thì đây sẽ là khẩu XM8 lôi thần nhá. Ở bên server nước ngoài ấy, thì anh chàng Morphel OFC, anh chàng mà chuyên leak những nội dung thông tin server nước ngoài của Free Fire ấy, thì cũng đã có đây là hình dạng level cấp 1 này. Trông level 1 thì trông nó khá phèn, mà đến level 7 thì trông nó đẹp thật sự. Đấy, level 7 thì trông nó rất là xịn xón bò. Cái khẩu này ấy, thì hồi OB28 lúc mới ra mắt ấy, thì bên Nga định đặt tên là kẻ bảo hộ định mệnh. Đấy, nhưng mà nghe tên thì nó hơi cồng kềnh, đổi thành sấm sét cho nó
xịn sò con bò đấy, đổi thành lôi thần Rios the Jupiter đấy, thì đó dịch ra nó là lôi thần. Đây thì đây là cái video mà của anh chàng này hé lộ ra thì nó không, chất lượng nó không phải quá cao đấy, chất lượng nó không được cao cho lắm, nhưng mà nói chung về cơ bản là chúng ta có thể nhìn thấy toàn cảnh của cái súng này. Hiệu ứng của súng này đó là khi các bạn đứng ở trên cao hơn so với đối phương thì các bạn sẽ bắn gây được thêm sát thương đấy. Còn đây là cái hành động của nó. Chúng ta chắc chắn là sẽ có một thanh katana kiểu điện đấy, chúng ta chắc chắn sẽ có một thanh katana điện đấy, và đây là cái hiệu ứng hạ gục đối phương này đấy, khi mà tiêu diệt đối phương thì đối phương sẽ bị kiểu như giật điện mà chết ấy. Đấy, còn đây là cái level 1 đấy, cái level vừa rồi các bạn nhìn thấy là level 1 đây, level 1 đây. À, đây là level 7, trông nó cũng rất là khác bọt. Đấy, trông nó rất xịn sò con bò. Thì cái hành động của cái X-M8 này sẽ là cầm một thanh kiếm, sau đó thì chém ra, kiểu chém nứt không gian ra, và sau đó chúng ta có thể nhận được đó là cái thanh đó là cái khẩu súng này. Thì khẩu súng này nhiều anh em bảo là trông nhận xét trông giống kiểu thanh kiếm ấy, thì tôi thấy nó trông nó giống trông kiểu như thế. Đấy, cầm thanh này cắm xuống. Không biết là cái đoạn video này tại sao chất lượng nó lại kém như vậy. Đấy, thì về cơ bản thì nó là kiểu một cái mặt nạ ở trên thân súng, nó có một cái mặt nạ, mặt nạ này gọi là mặt nạ lôi thần đấy, đại khái như vậy thôi. Và khẩu này thì tất nhiên là giá nó cũng sẽ ở mức đó là 2.500.000 VND. Để mà lấy được khẩu này tôi nghĩ nó sẽ nằm trong vòng quay bay màu, chúng ta mất khoảng 1.400 kim cương để chúng ta có thể nhận được. Nâng cấp lên level 4 thì mất khoảng 5 lít đấy, mất khoảng 500k. Còn để mà chúng ta có thể nâng cấp lên tối đa thì tất nhiên nó sẽ tốn nhiều tiền hơn. Ngày hôm nay thì ở bên server nước ngoài anh chàng Data Miner, và bây giờ ông ấy đổi tên thành Data Miner OFC, thì cũng đã hé lộ ra hình dạng của khẩu FAMAS nâng cấp, và khẩu FAMAS nâng cấp này sẽ có tên là FAMAS quỷ kiếm dạng xoa. Đấy, và chúng ta có thể nhìn thấy ở cái khẩu này trông nó dị thật sự. Đấy, nhiều bạn sáng nay có nhìn thấy cái ảnh của cái khẩu này, nhiều người cũng đã cảm thấy hơi sốc tại vì trông nó quái dị quá. Thì ở đây chúng ta có thể nhìn thấy là cái đầu súng thì nó sẽ là đầu quỷ kiếm dạng xoa, nó sẽ có hai cái răng nanh rất là dài chĩa ra đằng trước, cộng thêm với một ít tóc trắng. Còn ở đuôi súng thì nó sẽ là mặt nạ Oni, tức là nó chính là cái mặt nạ Thánh Vương anh em. Đấy, thì đây sẽ là hình dạng, đây sẽ là tạo hình chính thức của khẩu FAMAS quỷ kiếm dạng xoa. Trông rất dị, trông cực kỳ quái dị luôn. Chưa biết là khẩu này nó sẽ tăng cái gì, nhưng mà khả năng cao là lại một tốc độ bắn hai sát thương, hoặc là hai sát thương một tốc độ bắn, tôi nghĩ là như vậy. Loanh quanh nó cũng chỉ thế thôi. Đấy, nó gọi là tầm này gọi là hết đát rồi anh em ạ. Loanh quanh chỉ thế thôi. Và đây sẽ là tạo hình chính thức của khẩu quỷ kiếm dạng xoa nha anh em nhé. Và đúng như những gì mình có dự đoán thì nó sẽ tên gốc của nó là ASEAN ONI, thì nó sẽ phải là quỷ kiếm dạng xoa đấy, không thể khác đi được. Còn đây là cái hình ảnh mà anh chàng này hé lộ ra. Đấy, chúng ta có thể thấy đầu súng thì sẽ là đầu quỷ kiếm. Và nó sẽ có một cái, nó sẽ có một cái đầu, nó sẽ có một cái viên đạn hay một cái gì đó nằm ở giữa hai cái răng của con quỷ kiếm này. Và đằng sau còn cái mặt mà nó chiếu ra đằng sau thì nó sẽ là cái đầu của đầu Thánh Vương. Đấy, anh em cứ nhìn là hiểu mà anh em. Đấy, nhìn là hiểu mà. Trông khẩu ấy dị thật sự. Nhìn khẩu ấy trái bảo đây là khẩu FAMAS. Thật sự luôn, nhìn khẩu ấy trái bảo đây là khẩu FAMAS. Trông quá quay dị. Tuy nhiên thì mình nghĩ là khẩu này sẽ rất hot, và nó sẽ là súng mà đi kèm với bộ quỷ kiếm dạ xoa. Đấy, ví dụ như là chúng ta sẽ có những cái skin súng mà đi kèm với bộ trang phục ấy, thì đây sẽ là skin súng của bộ quỷ kiếm dạ xoa đây anh em. Ok, thì đó là cái vụ quỷ kiếm dạ xoa về khẩu FAMAS nâng cấp. Nhưng tôi nghĩ là cái đó phải cuối phiên bản OB29 mới ra, thậm chí có thể phải đến OB230 mới ra cơ, tức là đâu đó 2-3 tháng nữa thì chúng ta sẽ hướng tới khẩu X-M8 trước. Ở bên server nước ngoài họ đã hé lộ ra đây là tạo hình của Moco thức tỉnh, và Moco thức tỉnh thì chúng ta thấy là ăn mặc thì trông nó cũng giống với Moco bình thường thôi. Sẽ có một khẩu súng gì đó, một khẩu súng lục của Moco thức tỉnh cầm ở tay, thì hình Moco thức tỉnh này thì trông nó trông Moco thức tỉnh trông không khác gì mấy so với Moco kia, nhưng mà trông có vẻ trưởng thành hơn. Nếu mà cái Moco nhân vật Moco gốc thì trông còn trẻ con, hiểu nhân vật Moco gốc thì cô này khoảng 18-19 tuổi. Đấy, còn thì Moco này thì chắc là Moco này thức tỉnh rồi thì phải lớn hơn, là tầm 25-26 tuổi, trông già dặn hơn. Và Moco này thì hình như trang phục sẽ có một chiếc áo choàng. Đấy, trang phục chiếc áo choàng, tóc thì màu nó vẫn thế. Còn đây là hai nhân vật mới sẽ ra mắt ở trong phiên bản OB29 của chúng ta. Một người đó là Dimitri Vegas và một người là Like Mine. Đấy, thì đây là hai cái ông mà đã viết cái bài nhạc nền cho cái sự kiện Tứ Linh Vệ Hồn vừa rồi. Đấy, cái sự kiện Tứ Linh vừa rồi ở trong cái sự kiện Thanh Trừng hồi tháng 6 ấy, thì cái nhạc nền cũng như là cái ý tưởng về cái bài hát các thứ của cái phim đấy, của cái bốn cái bộ trang phục đấy, thì chính là hai cái nhà sản xuất âm nhạc này. Thì nhân vật
Dimitri Vegas. Thì không biết là nhân vật này thì sẽ về tên chính thức ở trong server là gì. Nên tôi nghĩ là tên là Dimitri hoặc là tên là gì đấy. Tôi nghĩ là tên Dimitri. Và đây sẽ là nhân vật mà có kỹ năng thức tỉnh, bật ra một cái vòng mà có khoảng cái khoảng sử dụng là 5m. Đấy, và trong cái khoảng này thì khi mà đồng đội hoặc là bản thân đứng trong này thì hồi 3 máu một giây. Bên cạnh đó thì khi mà bị hạ gục thì có thể tự cứu bản thân, hoặc là đồng đội có thể tự cứu bản thân mình, hoặc là bản thân mình có thể tự cứu mình. Đấy, thì đây cái thời gian của cái vòng này sẽ là 15 giây và cái thời gian hồi chiều 60 giây. Cũng là một kỹ năng khá hay dành cho những anh em mà chơi bắn xa, sợ bị đối phương lấy cái đầu thì có thể tự hồi phục, tự hồi sinh mình được. Đấy, còn nhân vật tiếp theo là Like Mike. Thì Like Mike ông này thì trông như một ca sĩ ở Việt Nam nhỉ. Đấy, thì ông Like Mike này thì trông người xăm trổ rất kinh. Và ông này thì sẽ có một kỹ năng bị động là cứu đồng đội nhanh hơn 20%. Và sau khi mà cứu đồng đội xong thì đồng đội sẽ được hồi 40 máu trong vòng 5 giây. Đấy, bình thường thì chúng ta cứu đồng đội, thằng đồng đội được có 20 máu thôi. Đấy, thì nếu mà ông được có mang cái kỹ năng bị động này mà cứu ấy thì sẽ vừa cứu nhanh hơn, mà đồng đội khi mà được cứu ấy được cộng thêm 40 máu luôn. Đấy, thì cũng khá ngon. Đấy, được cộng thêm 40 máu trong vòng 5 giây thì theo tôi đánh giá là cũng khá ngon. Và cũng là một kỹ năng khá hay dành cho những anh em nào mà chơi theo dạng cover, tức là đồng đội bị gục thì mình chạy ra cứu, cũng là một cái khá thú vị, đặc biệt là trong chế độ tử chiến là cái nơi mà chúng ta cần phải cứu nhau rất là nhiều. Thì chúng ta sẽ chờ phiên bản đấu B29 này chính thức ra để xem tạo hình các nhân vật này như nào. Ok, cảm ơn anh em theo dõi video này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những cái video lần sau nha. Bye bye.